luôn. À, nó vậy? Thấy đẻ quá nó quỷ luôn. À, quỷ rồi bắt đầu em mới đặt lại này phải không? Dạ thì em đặt lại á là anh nhận đó. Mà nói em đặt là cũng tới đó thôi hay là đặt tới đó rồi tới kia là hai chỗ? Không, đặt cũng tới Trần Hưng Đạo à. Tại vì Trần Hưng Đạo tới đó mình kết thúc. Thôi mất công quá rồi, đặt hai lần cũng được, mất công đặt lại á. Hay là giờ mở thử? Giờ mở thì cái chuyến xe mình đang chạy, chưa đặt được. Đang chạy đúng rồi chưa? Đi đâu? Bấm vô đây. Chẳng hạn đi để ăn xin chẳng hạn. Đó nó gọi thành vô cộng rồi đâu. Dạ. Yeah. Cộng lên là hỏi đi đâu nữa? Tân Sơn Nhất chẳng hạn. À. Đó. Hai chỗ ở bệnh viện ăn xin rồi tới Sơn Nhất rồi không? À. Thì thôi dễ lắm. Thôi đi. À. Vô cộng mệt thôi, có thêm vô cộng. Có nhiều, có nhiều cũng có phải đi chở, phải có rẻ có mắc, có chỗ gần hay sao mấy giờ vậy người ta đi bộ. Nhiều thằng nó chạy nó tính ghê gớm lắm. Tôi thì vô tư. Kêu chạy kệ bà. Ví dụ như giờ anh chạy giờ anh chở xa anh mới chở còn gần bắt khách vậy mấy cái khoảng gần gần như từ đây lại Trần Hưng Đạo không lẽ đi bộ hết. Tôi 20.000 nhiều lắm. Chở 20.000. Gì hả? Nhiều khi em đi em thấy gần gần quá em ngại quá em cho thêm mà. Mười mấy quốc ở nghĩa hả? Ở trong nội thành thì khẳng khẳng quá trong này. Người ta có cho thêm không? Có người cho người không. Có một người mà có người rộng rãi, có người không rộng. Không sao, tôi vậy. Ta chấp nhận chạy cái này thì nó phải như thế, không thể né được thì phải có người gần rồi. Rồi giờ có mấy cái gáp này taxi hết chứ lại mà tối cũng đi ra Tân Sơn Nhất cái ông taxi ông cũng than quá trời taxi. Dạ ông nói giờ quá ế ông cho sao taxi. Em hồi đó tới giờ em có thấy thằng nào nó khen không? Từ hồi đó tới giờ luôn thằng nào nó cũng than như bỏng quá. Ông nói nãy giờ vô sân bay mà nằm từ 10 giờ mà tới 2 giờ mới chở em về được, rất là mới bắt được người khách. Thấy ế quá vô sân bay ai ngờ nằm tới giờ đó luôn. Trời lúc trước tôi cũng chạy taxi. Hiện giờ tôi cũng đang chạy taxi bơi nè. Xe nhà taxi tối chạy ra không chứ. Chạy ngày taxi nhà này. Cái này là xe nhà luôn hả? Xe nhà. Chạy taxi ế quá. Mua xe này nè. Dạ. Kiếm thêm nè. Giờ mình đi chạy hai cái thì mình thấy cái nào đã làm được không? Cái nào đắt hơn? Nghĩa hơn. Trời ơi, khách giờ nó đi cái này hết. Kẻ tôi cũng còn một số việc tôi phải ở lại trong khi. Dạ. Còn nắng nắng thôi, không nghĩ luôn. Giờ dạ, nó có số vốn em mấy ông taxi á. Ông mà tối nói, ông nói đang định có số vốn chạy ra mua xe em chạy này nữa. Thì ai cũng mua xe này chứ bắt đầu rẻ là đổ gì gặp ngộ lắm sao đúng vậy dồn ai cũng dồn chơi này hết bắt đầu cái này khó không.